Thưa sư, như con thấy việc hộ trì chánh pháp, chia sẻ và trả lời câu hỏi cho các Phật tử đồng tu là thuộc về pháp bố thí, thí pháp là thiện pháp. Nhưng như vậy có ảnh hưởng đến sự tu học riêng của mình không ạ? Tức là có thiên về viễn ly không phóng dật không? Hay là thiên về liên hệ đến hội chúng? Liên hệ quá nhiều đến các công việc, đến nói chuyện, đến các hệ lụy dự vào phiền não. Con thấy trong kinh có những vị sống chung với hội chúng gần với Đức Phật. Có những vị sau khi được Đức Phật thọ giáo thì thiên về độc cư, viễn ly tránh xa hội chúng, chỗ đông người để tu tập trung tinh tấn. Nay con thấy con rất thích hợp độc cư, không biết trước có nhân duyên với chuyện này không? Thưa quý vị, trong kinh rừng sừng bò đó, thì ba huynh đệ ngài Anuruddha, các ngài sống độc cư, nhưng điều đó không có nghĩa là các ngài không tiếp xúc với người khác, mà các ngài vẫn đi khất thực, vẫn thuyết pháp, vẫn tụng kinh chúc phúc đến thí chủ. Rồi vào những ngày 14-30, các ngài vẫn tập trung lại với nhau để bàn luận về pháp, và các ngài vẫn sống đời sống độc cư như thường. Tức là bây giờ mình nói cái tiêu chuẩn của các bậc thánh để cho quý vị thấy rằng là các ngài vẫn có thể sinh hoạt và vẫn độc cư. Rồi tuy nhiên có một cái đoạn kinh như thế này, tức là đối với các vị thánh A-la-hán thì ngay cả việc phải đi khất thực, tụng kinh chúc phúc hay thuyết pháp thì bản thân việc đó cũng là sự trở ngại đến sự an lạc nội tâm của vị đó. Tức là không có nghĩa là vị đó như vậy là vị đó không có an lạc, không phải. Nhưng mà đó, lẽ ra cái giờ đó là một vị thánh, các vị an hưởng trong sự an lạc của pháp, trong sự an lạc của đạo và quả, thì các vị đó phải thuyết pháp, phải tụng kinh chúc phúc, phải nói chuyện với cư sĩ, thì bản thân việc đó nó cũng đã làm mất đi thời gian để các vị đã an lạc rồi. Cho nên á, nó có hai mặt. Một là đối với các vị thánh thì các vị đó vẫn có thể sống độc cư và vẫn có thể tụng kinh chúc phúc, thuyết pháp, vân vân. Nhưng phải thừa nhận rằng bản thân việc đó nó cũng có ảnh hưởng, nó có làm phiền tới đời sống an lạc của một bậc thánh. Thì như vậy huống chi là đối với một vị phàm, một vị phàm tăng. Thành ra đó là nó hơi kỳ, là sư thì cũng mong là sư đào tạo rồi thì có vị thay thế cái vị trí của sư. Tại vì sư có những cái mong muốn, có những hoài bão riêng của sư trong quá trình tu tập. Thì sư mong là cũng giống như là có người mà nhận thầu giùm cái vụ đó, thì lúc đó là sư khỏe vô cùng. Ví dụ như nói là thôi bây giờ cái vụ này để con lo, thì lúc đó sư khỏe. Thành ra đó là sư cũng đồng ý là cái chuyện, bản thân cái chuyện thuyết pháp này, trả lời vấn đáp, nó cũng là một dạng thuyết pháp. Rồi tiếp xúc với Phật tử, tiếp xúc với cư sĩ, thậm chí là cái chuyện mà dạy dỗ giới tử tu nữ, bản thân nó cũng có ảnh hưởng, nó làm mất cái thời gian dành cho cá nhân mình, nó có ảnh hưởng đấy. Nhưng mà với cá nhân sư á, thì nó hơi khác một tí như thế này. Là với sư thì cái chuyện mà thuyết pháp á, nó là một cái sở thích, một cái đam mê. Thành ra là thay vì á,
người ta buồn, người ta kiếm cái chuyện này chuyện kia chơi, thì sư buồn chán thì sư kiếm pháp sư thuyết. Thành ra là bản thân cái việc mà thuyết pháp dạy dỗ, nó là cái nhân, nó giúp cho sư tinh tấn hơn. Đương nhiên khi thời gian cần thiết thì sư cũng cần cái khoảng lặng cho riêng mình, để mình có thể mình hành thiền, mình an ổn. Nó cần đó. Cho nên là thỉnh thoảng sư vẫn sẽ thu xếp thời gian để sư ở một mình, rồi thậm chí là sư tổ chức khóa thiền cũng chi, để sư hưởng sự an lạc trong việc hành thiền. Nói chung là sư tổ chức khóa thiền cho quý vị hành thiền, sư hành thiền ké đó, đại loại như vậy. Rồi còn trong những lúc bình thường thì bản thân cái việc thuyết pháp nó làm cho sư phải sống có trách nhiệm và sư tinh tấn hơn. Cho nên là cái này là tùy ở mỗi người thôi. Nhưng mà sư phải công nhận là cái chuyện mà thuyết pháp liên hệ hội chúng, bản thân nó cũng có ảnh hưởng chứ không phải không có ảnh hưởng. Thành ra nếu như mà quý vị muốn độc cư thì tốt thôi. Nhưng nhớ, muốn độc cư thì mình phải có giáo lý nha. Chứ còn không học hành gì hết, không có giáo lý mà mình chui rút một chỗ rồi hành thiền cái kiểu gì. Sư rất ái ngại với những người như vậy. Tức là không học giáo lý mà cứ thích độc cư rồi chui vô hành thiền thì sư rất là ngại ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.